Trung tâm điện tử Hanh Nguyễn, trung tâm audio Hanh Nguyễn xin được trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Trung tâm điện tử Hanh Nguyễn này sẽ tiến hành test hai chiếc vang BOCJX10 mặc trên mình một chiếc áo màu vàng thể hiện sự quyền lực cao quý và cao sang. Thì những chiếc vang này là những chiếc vang sở trường của Hanh Nguyễn dòng họ nhà X và đã cung cấp trên thị trường rất nhiều, luôn luôn cho âm hết sức trong sáng sạch sẽ, tiếng mic thì là ngọt ngào du dương, tránh được rối rít gì về hay. Thì những vang số này là không thể thiếu được trong một sản hát karaoke mà Hanh Nguyễn đã dày công mà rất công phu để mà chinh phục được làng tiên lữ BOCJ dòng họ nhà X này. Để trước khi gửi đi xa thì trực tiếp giám đốc Hanh Nguyễn sẽ test cho anh Độc Bình Dương vang số X10 và bác thứ hai là Hồ Văn Nai đến từ Bến Tre lấy một chiếc idol, và bác thứ ba là Nguyễn Viết Vượng đến từ Hà Nội bác lấy một làng tiên nữ X10 và bác thứ tư là Nguyễn Văn Thế lấy một bộ mic UG925 mã. Thì báo cáo với các bác ba số nhá. Em xét cái vang này làm thế độ, bác nhìn này, bác bây giờ em sẽ thí nghiệm cho bác nghe đây. Em sẽ test toàn bộ chế độ check kèn, check giấy. Và cái vang số X10 rất thông minh, nó có 10 chế độ, 16 chế độ bác nhá. Đây này, em đang dùng ở chế độ 1. Đây chế độ 1 là bác nhớ là M1. Bác muốn chuyển chế độ, bác chỉ ấn M2, ấn một cái này thì em sẽ áp bản khác 2 này. Nghe này, đây bản 2. Bản 3 này, bác chỉ ấn lên bản 3 đây. Bản 3 đây. Đây khác chưa? Lô. Bản 3. Bản 4, bác muốn ấn bản nào hay em áp lên 5. Lô. Đấy, em 5 bản liền. Thế ngoài ra 6 là mặc định nhà xuất. Thì bác muốn nghe nhạc hay hoặc sáng bác ấn 6 này. Ấn 6 này. Nghe khác chưa? Đấy, rất đơn giản. Bác muốn về 1, bác đưa điều khiển vào cái vang số mà mắt ra đây, bác ấn một cái về 1. Đấy, bởi vì giữa cái việc hát và việc nghe nhạc nó sẽ khác nhau, nó không giống kiểu việc ấy mà việc hát. Thì ngoài ra cái điều khiển này tăng giảm nhạc ở đây, cho nhỏ mic ở đây, echo gì vào đây bên này, rồi nhạy ít nhạy nhiều ở lúc này hay lúc này, tăng này giảm này, tăng mic này giảm mic này, tăng nhạc giảm nhạc. Thì các bác mà nếu mà mic mà nó hay rồi, nó nhẹ nó rú, bác sẽ giảm cho 1-2 bài. Đấy, nếu mà vẫn nhẹ bác giảm xuống, thì này tùy biến. Thì cái tất cả vang này em áp 5 chế độ, các bác về cứ việc xài thôi. Anh Nguyễn là một số anh em phong là phù thủy vang số này, mà thực sự em làm rất nhiều vang số, có thể là em dùng con vang số em lựa tất cả loại loa nào có thể lựa được. Đấy, thoải mái cho chất âm lúc nào sạch sẽ trong sáng và rung rương rung rách. Đây các bác cứ yên tâm khi mà dùng sản phẩm vang số nhà anh Nguyễn làm chủ công nghệ về vang số bác nhé. Anh Nguyễn khẳng định với các bác rằng là anh Nguyễn khẳng định các bác là lần nữa là anh Nguyễn làm chủ công nghệ về dòng vang số BOCJ dòng họ nhà X là anh Nguyễn làm chủ, còn một số dòng vang khác thì cũng không thể nói trước là mình làm cái gì quanh cái đấy, mình cũng không thể là nói mình có tất cả được, nhưng mà với dòng X thì em làm chủ được. Bác an tâm đi khi sử dụng dòng vang số nhà anh Nguyễn. Và anh Nguyễn đã đưa cái vang số này vào những phòng hát 100-200 triệu đã đưa rồi và rất nhiều rồi. Bác an tâm đi, bác cứ xem clip của anh Nguyễn trong kênh anh Nguyễn thì bác sẽ thấy đó là một cái sự thật mà anh Nguyễn đã được trải nghiệm rất là nhiều khi đi làm các cái bộ hát gia đình cũng như phòng hát VIP karaoke chuyên nghiệp. Cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ cửa hàng anh Nguyễn.